ước mơ trở thành người mẫu của Hoàng Anh sắp thành hiện thực. Câu chuyện về nhỏ xíu gái Nguyễn Hoàng Anh 7 tuổi, nằm dĩa hè trong đêm thành công của điện thoại Việt Nam vẫn đang khiến nhiều người xót xa, yêu quý cảm. Hình ảnh Hoàng Anh ngủ dĩa hè khiến nhiều người xót xa. Hoàng Anh được biết đến là cô nhỏ xíu phối đầu cũ cực chất, từng làm dậy sóng mạng buôn bản hồi mấy tháng trước. Sau thời điểm ấy, nhiều người biết đến tìm đến giúp cô nhỏ xíu theo đuổi ước mơ làm người mẫu, nhưng không lâu sau lại thất bại vì một số lý do. Được sự hỗ trợ của một số trung tâm buôn bản hội, nhỏ xíu Hoàng Anh được đi học văn hóa ở một ngôi trường gần nhà. Hoàng Anh đã được hỗ trợ để đi học, nhưng hàng đêm vẫn phải theo mẹ đi bán hàng rong đến tận 2 giờ sáng sủa. Ban ngày đi học, đêm tối Hoàng Anh vẫn phải theo mẹ đi lang bạc khắp phố phường, bất kể mưa giá bút đến tận 2 giờ sáng sủa mới về nhà. Những người hàng buôn bán nơi mấy mẹ con Hoàng Anh sinh sống vẫn tầm thường kể chuyện về em. Họ chia sẻ, Hoàng Anh là nhỏ xíu gái xinh xắn thánh thiện lành, nhưng chịu khổ cực. Từ khi hình ảnh Hoàng Anh nằm trên dĩa hè được báo chí đăng tải, nụ cười đến với em khi có người đứng ra thực hiện ước mơ bao xưa nay em mong muốn. Anh Hữu Anh, người xin hỗ trợ nhỏ xíu Hoàng Anh trở thành người mẫu. Chia sẻ với chúng tôi, anh Hữu Anh nhà xây cất thời trang, cho biết, trước đây anh đã nhiều lần tự mình tìm những người nhiều người biết đến để giúp em theo con đường người mẫu. Họ cũng đã đến bắt gặp em và mẹ để cho em đi học, nhưng không lâu sau việc học của em bị dừng lại vì một số lý do. Nhìn thấy ở nhỏ xíu Hoàng Anh có tố chất để trở thành người mẫu, anh đã quyết định rỉ tay với gia đình, xin lo cho nhỏ xíu gái ăn học theo con đường người mẫu và xây cất. Bé còn nhỏ tuổi nhưng có đôi mắt rất sáng sủa, ngoại hình vững, có tố chất để theo con đường này nên tôi sẽ hỗ trợ nhỏ xíu theo đuổi ước mơ. Tôi dự tính sẽ đàm đạo với gia đình em thật kỹ để lo cho em thật tốt, thật dài lâu chứ không phải một thời gian rồi ngưng. Chưa biết được như thế nào nhưng tôi cũng sẽ nỗ lực để nhỏ xíu sau này lo cho bạn dạng thân mình, có cuộc sống tốt hơn bây giờ, nếu được thì có thể hỗ trợ thêm mẹ và các anh chị em trong nhà. Anh Hữu Anh mong muốn sẽ hỗ trợ Hoàng Anh thực hiện ước mơ của mình. Còn nữa, ngoài việc học người mẫu, tôi cũng sẽ nỗ lực lo cho nhỏ xíu được đi học văn hóa đầy đủ. Hiện tại cháu đã được đi học nhưng tiền học phí về dài lâu vẫn chưa có. Nếu cứ để cháu đi theo mẹ như thế này thì trình độ của cháu sẽ bị lãng phí, tương lai của cháu cũng rất mịt mờ. Tôi nghĩ rằng, cứ để cô nhỏ xíu ấy hưởng thụ một lần trên sàn diễn chuyên nghiệp, cho giấc mơ cổ tích được hiện hữu trong đời tầm thường. Tôi sẽ giúp nhỏ xíu bằng tất cả những gì có thể, và cũng cần rất nhiều sự dồ cập của các bạn tới trường hợp của nhỏ xíu gái này, anh Hữu Anh chia sẻ. Cháu muốn mặt đẹp đứng trên sân khấu. Mấy ngày này, ngoài học văn hóa ở trường, anh Hữu Anh vẫn tầm thường xuyên đến nhà để tập luyện cho đêm diễn giả ngày 27 tháng 10 sắp tới. Đây là đêm diễn Hoàng Anh sẽ được đi trên sân khấu, nghe tin này nhỏ xíu gái rất vui, cần mẫn tập luyện. Hoàng Anh tập luyện cho buổi diễn giả ngày 27 tháng 10 tới. Vẫn là những bộ đầu cũng được người khác cho, Hoàng Anh dưới sự chỉ huy của anh Hữu Anh phối lại, tập đi các quân, tạo dáng. Chia sẻ với chúng tôi, cô nhỏ xíu ngượng ngùng cho biết, cháu rất thích được làm người mẫu, được mặc những bộ trang phục đẹp, vẽ những trang phục đẹp. Người mẫu là ước mơ của cháu từ xưa nay. Niềm vui của Hoàng Anh khi sắp được đi diễn. Chú Hữu Anh có nói cháu sắp được lên sân khấu, cháu rất vui. Cháu không muốn theo mẹ đi bán hàng đêm nữa, cháu muốn theo chú Hữu Anh đi học làm người mẫu, Hoàng Anh nói. Ngồi cạnh em gái mình, chị Mỹ Nền không giấu được nụ cười. Theo lời chị, hoàn cảnh gia đình gian truân nên không thể lo cho em gái theo đuổi ước mơ. Giờ đây có người đứng ra lo cho em gái, chị rất vui và biết ơn. Chị sẽ cùng mẹ rỉ tay với anh Hữu Anh để thống nhất việc cho em gái theo nghiệp người mẫu sao cho hợp lý, tốt cho em gái. Nếu được vậy, chị sẽ nói với mẹ mình không để em gái đi bán hàng lang bạc cả đêm nữa. Chị nghèm vui tươi chia sẻ về cô em gái.
gia đình rất vui vì ước mơ của em sắp thành hiện thực, nhìn Hoàng Anh vui tươi tập đi, tập tạo dáng tôi mới thấy hết nụ cười của em. Sắp tới em được diễn trên sân khấu nên tôi cũng đang háo hức chờ xem em sẽ diễn như thế nào, chị Nền tâm sự.